Mến chào các em đến với tiết học ngày hôm nay. Cô tên là Trần Thị Tú Trinh, hiện đang công tác tại trường Trung học cơ sở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về môn địa lý 7, chủ đề 6, dân cư, xã hội, kinh tế và các khu vực châu Phi. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chủ đề 6, dân cư, xã hội, kinh tế và các khu vực châu Phi. Trong chủ đề 6 này gồm 3 nội dung chính. Thứ nhất, dân cư xã hội châu Phi. Thứ hai, kinh tế châu Phi. Thứ ba, các khu vực châu Phi. Như các em đã biết thì trên thế giới có 3 chủng tộc chính bao gồm Mongoloid, Negroid và Europeoid. Phần lớn dân cư châu Phi đều thuộc chủng tộc Negroid. Nhưng mà để hiểu rõ hơn về dân cư xã hội của châu Phi như thế nào thì chúng ta sẽ đi vào mục 1 đầu tiên, dân cư xã hội châu Phi. Mục nhỏ, dân cư. Các em quan sát vào lục đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi, các em sẽ nhìn thấy vùng màu xanh lá là những nơi có mật độ dân số dưới 2 người trên km vuông. Vùng màu vàng là nơi có mật độ dân số từ 2 cho đến 20 người trên km vuông. Và vùng màu xanh lá và vùng màu vàng chiếm phần lớn diện tích của châu Phi. Ngược lại, màu cam là những nơi có mật độ dân số từ 21 cho đến 50 người trên km vuông, chiếm rất ít, và vùng màu đỏ có mật độ dân số trên 50 người trên km vuông lại chiếm ít hơn. Qua đó cho ta thấy được châu Phi có mật độ dân cư rất là thưa thớt và cũng là châu lục có mật độ dân cư thưa thớt nhất trên thế giới. Qua đó phản ánh dân cư châu Phi phân bố rất không đều. Phần lớn dân cư châu Phi tập trung ở vùng nông thôn. Các em tiếp tục quan sát lục đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi. Chúng ta sẽ thấy những chấm tròn màu hồng là những thành phố có mật độ dân số từ 1 cho đến 5 triệu người. Những chấm tròn màu đỏ là thành phố có mật độ dân số trên 5 triệu người. Phần lớn các thành phố ở châu Phi tập trung ở ven biển và ven các con sông lớn. Vì sao dân cư châu Phi phân bố không đều? Nguyên nhân chủ yếu là do tác động của khí hậu các em. Như các vùng hoang mạc chúng ta đã biết thì ở châu Phi có hoang mạc Sahara ở phía Bắc, hoang mạc Namib và hoang mạc Kalahari ở phía Nam. Những vùng hoang mạc này có khí hậu vô cùng khô hạn. Mưa thì rất ít, lượng nước thì rất hiếm. Vì thế mà dân cư không thể nào mà tập trung sinh sống đông ở những khu vực này, trừ những nơi mà có mực nước lộ ra bên ngoài. Những nơi đó người ta hay còn gọi là ốc đảo, dân cư sẽ tập trung về đây sinh sống. Ngược lại, những vùng ở duyên hải cực Bắc và cực Nam của châu Phi, ven vịnh Guinea, do điều kiện tự nhiên khí hậu thuận lợi mà dân cư tập trung ở nơi đây rất là đông đúc. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua mục 2, sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người ở châu Phi. A nhỏ, bùng nổ dân số. Vào năm 2001, dân số châu Phi là khoảng 818 triệu người. Dân số thế giới lúc bấy giờ là 6,2 tỷ người. Dân số châu Phi chiếm 13,4% dân số của thế giới. Quan sát vào bảng số liệu, tình hình dân số của một số quốc gia ở châu Phi năm 2001, chúng ta sẽ thấy một số quốc gia có tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao hơn mức trung bình, bao gồm Ethiopia 2,9%, Tanzania 2,8%, Nigeria 2,7%. Những quốc gia có tỷ lệ gia tăng tự nhiên thấp hơn mức trung bình bao gồm Ai Cập 2,1%, Cộng hòa Nam Phi 1,1%. Nhưng mà phần lớn các quốc gia ở châu Phi đều có tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao hơn mức trung bình của thế giới. Và châu Phi là châu lục có tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất trên thế giới. Tỷ lệ gia tăng tự nhiên của châu Phi đạt 2,4%. Ngày nay, do ảnh hưởng của bùng nổ dân số, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao và hạn hán triền miên làm cho một số quốc gia ở châu Phi thường xuyên bị nạn đói đe dọa. Bức ảnh trên cho chúng ta thấy trẻ em của châu Phi đang xếp hàng chờ nhận thức ăn từ các tổ chức và các nhà viện trợ. Bên cạnh bị nạn đói thường xuyên đe dọa thì châu Phi còn ảnh hưởng bởi đại dịch HIV. HIV/AIDS là căn bệnh gây suy giảm hệ miễn dịch ở người. Châu Phi là châu lục có nhiều người nhiễm HIV/AIDS nhất trên thế giới, trong đó bao gồm có cả phụ nữ và trẻ em. Hàng năm, châu Phi có khoảng hơn 25 triệu người bị nhiễm HIV/AIDS và phần lớn những người bị nhiễm này đều nằm trong độ tuổi lao động. Vì thế mà nó đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội ở châu Phi.
Tiếp theo chúng ta đi qua phần B nhỏ, xung đột tộc người. Châu Phi có rất nhiều tộc người, nhiều thổ ngữ khác nhau. Một số tộc người tiêu biểu ở Châu Phi như tộc người Gula, tộc người Ethiopia, tộc người Ả Rập, tộc người Ghana, tộc người Botswana. Một số thổ ngữ ở Châu Phi bao gồm hệ ngôn ngữ Niger-Congo, hệ ngôn ngữ Khoisan, hệ ngôn ngữ Min-Sahara. Ngày nay, Châu Phi vẫn còn những vấn đề xã hội như xung đột tộc người, nội chiến và chiến tranh. Thời gian trước đây, thực dân châu Âu đã thành lập các quốc gia ở Châu Phi trên lãnh thổ của các tộc người khác nhau về ngôn ngữ, phong tục, tập quán nhằm mục đích thực hiện chính sách chia để trị, dẫn đến những mâu thuẫn giữa các tộc người trong từng nước và giữa các nước láng giềng với nhau, dẫn đến xung đột biên giới và nội chiến. Bức ảnh hình 29.2, dòng người tị nạn chiến tranh ở Rwanda vào năm 1994. Còn ngoài ra thì ngày nay nền kinh tế của nhiều nước Châu Phi vẫn còn tự cấp, tự túc. Việc trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa vẫn còn rất hạn chế, khiến cho sự ngăn cách giữa các bộ tộc ngày càng thêm nặng nề hơn. Chúng ta vừa tìm hiểu xong mục 1. Để củng cố nội dung của mục 1, các em hãy trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây. Câu 1. Dân cư Châu Phi tập trung đông đúc ở vùng duyên hải cực Bắc và cực Nam. Đáp án C. Câu 2. Các thành phố lớn ở Châu Phi thường tập trung ở một số nơi ven biển. Đáp án D. Câu 3. Đâu không phải là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội Châu Phi? A. Có sông Niên dài. Chúng ta vừa tìm hiểu xong về đặc điểm dân cư xã hội Châu Phi, tìm hiểu rõ hơn về kinh tế của Châu Phi như thế nào, thì chúng ta cùng nhau đi qua mục 2. Kinh tế Châu Phi. Kinh tế bao gồm nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nông nghiệp. Nông nghiệp hiện nay vẫn là hoạt động kinh tế đóng vai trò quan trọng và nuôi sống toàn bộ người dân Châu Phi. Hoạt động nông nghiệp ở Châu Phi gồm hai hoạt động chính, đó là hoạt động trồng trọt và hoạt động chăn nuôi. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào hoạt động trồng trọt. Quan sát hồ lục đồ, các em sẽ thấy Châu Phi có những loại cây trồng như lúa mì, ngô, lạc, cà phê, cacao, nho, cam, chanh, chuối, bông và cỏ dầu. Những cây ăn quả ở Châu Phi phần lớn là phân bố ở cực Bắc và cực Nam của Châu Phi. Cây cacao là loại cây trồng quan trọng ở Châu Phi, được trồng nhiều ven vịnh Guinea. Cây lương thực phân bố ở cực Bắc và cực Nam của Châu Phi. Cây công nghiệp nhiệt đới ở Châu Phi bao gồm cacao, cà phê, cỏ dầu. Và những cây này thì được trồng trong các đồn điền theo hướng chuyên môn hóa nhằm mục đích xuất khẩu. Cây ăn quả bao gồm nho, cam, ô liu. Cây lương thực bao gồm kê, lúa mì, ngô, lúa gạo. Những loại cây lương thực này thì trồng với hình thức là lạc hậu và trồng ở các nương rẫy nên năng suất rất là thấp, không đủ đáp ứng nhu cầu cho người dân ở Châu Phi. Một số loại cây ở Châu Phi, cà phê, cacao, bông, lạc. Một số cây công nghiệp lương thực như ngô, lúa gạo và khoai mì. Cây lương thực chiếm thị trọng nhỏ, canh tác thì lạc hậu, vì thế nó không đủ đáp ứng nhu cầu cho Châu Phi. Vì vậy mà hàng năm Châu Phi phải nhập khẩu thêm lương thực. Chúng ta vừa tìm hiểu xong về nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua phần chăn nuôi. Chăn nuôi ở Châu Phi kém phát triển. Chăn thả gia súc là hình thức phổ biến. Một số loại tiêu biểu như là bò, cừu, dê, lợn. Gia súc phổ biến là chăn thả nuôi nhiều ở Sudan và Ethiopia. Cừu dê được nuôi trên các cao nguyên và hoang mạc. Lợn nuôi nhiều ở Nam Phi và Trung Phi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua phần hai nhỏ, công nghiệp. Quan sát vào biểu đồ tỷ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của Châu Phi so với thế giới, chúng ta thấy vào năm 2001, dân số Châu Phi chiếm đến 13,4% dân số của thế giới, nhưng trong khi đó sản lượng công nghiệp của Châu Phi chỉ chiếm có 2% thôi. Điều đó phản ánh, phần lớn các nước ở Châu Phi đều có nền công nghiệp chậm phát triển.
Quan sát lục đồ, chúng ta sẽ thấy ở châu Phi có rất nhiều mỏ khoáng sản. Vì thế, cái ngành công nghiệp khai thác khoáng sản có vai trò rất quan trọng với một số nước ở châu Phi. Và khoáng sản ở châu Phi khai thác chủ yếu với mục đích là để xuất khẩu. Ngoài ra thì một số nước châu Phi có nền kinh tế phát triển như là Nam Phi, Algeria. Một số hoạt động công nghiệp ở châu Phi bao gồm khai thác kim cương, khai thác vàng, khai thác than, sản xuất ô tô, công nghiệp hóa chất, dệt may. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua phần 3 nhà máy dịch vụ. Quan sát vào lục đồ kinh tế châu Phi về xuất khẩu, chúng ta sẽ thấy những tuyến đường sắt của châu Phi phần lớn tập trung ở ven biển. Nó nói từ các vùng chuyên canh nông sản để xuất khẩu, các vùng công nghiệp và các vùng khai thác khoáng sản để ra cảng biển. Hoạt động kinh tế của châu Phi, đặc biệt là hoạt động kinh tế đối ngoại, thì rất là đơn giản, chủ yếu là xuất khẩu khoáng sản và nông sản, và nhập khẩu thiết bị, máy móc, hàng tiêu dùng, lương thực. Tuy nhiên thì cái hoạt động du lịch ở một số nước như là Kenya và Ai Cập rất là phát triển. Nó là nguồn thu ngoại tệ lớn cho nhiều nước. Đặc biệt là ở Ai Cập có kênh đào Suez, có kim tự tháp. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào mục 4 đô thị hóa. Quan sát bảng số liệu tỷ lệ dân thành thị của một số quốc gia ở châu Phi, chúng ta sẽ thấy Algeria có tỷ lệ dân thành thị 49%, Ai Cập có tỷ lệ dân thành thị là 43%, Nigeria có tỷ lệ dân thành thị là 36%, trừ Somalia và Kenya tỷ lệ dân thành thị dưới 20%. Nhưng mà phần lớn thì các quốc gia ở châu Phi hiện đang có tỷ lệ dân thành thị rất cao, chứng tỏ tốc độ đô thị hóa ở châu Phi diễn ra khá nhanh, dẫn đến bùng nổ dân đô thị. Nhưng mà tuy nhiên, quá trình đô thị hóa ở đây diễn ra rất nhanh, nhưng mà nó không tương xứng với trình độ phát triển công nghiệp, dẫn đến đô thị hóa tự phát. Nó gây nguyên nhân là do sự gia tăng dân số tự nhiên cao, kinh tế chậm phát triển, người dân di dân tự do. Hậu quả là thiếu chỗ ở, thiếu lương thực, ô nhiễm môi trường, thất nghiệp, cạn kiệt nguồn tài nguyên, và nhiều vấn đề khác nữa. Để củng cố nội dung của mục 2, chúng ta cùng nhau trả lời 3 câu hỏi sau. Câu 1, hoạt động công nghiệp có vai trò quan trọng nhất ở châu Phi, đó là khai thác khoáng sản. Câu 2, một số quốc gia ở châu Phi có ngành du lịch khá phát triển như đáp án D, Kenya, Ai Cập. Câu 3, việc xây dựng các tuyến đường sắt ở châu Phi chủ yếu nhằm tiện xuất khẩu lâm sản, khoáng sản. Chúng ta vừa tìm hiểu kinh tế của châu Phi. Để hiểu rõ hơn đặc điểm của từng khu vực của châu Phi như thế nào thì chúng ta sẽ đi qua mục 3 cuối cùng, các khu vực châu Phi. Châu Phi có 3 khu vực bao gồm Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi. Đầu tiên chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu khu vực Bắc Phi. Khu vực Bắc Phi là khu vực nằm ở phía Bắc của châu Phi, bao gồm một số nước như là Ai Cập, Libya, Algeria, Mali, Niger, Sát, Sudan, v.v. Tự nhiên của Bắc Phi thay đổi từ ven biển phía Tây Bắc vào sâu trong nội địa. Theo sự thay đổi của lượng mưa, chúng ta quan sát ở phía Tây Bắc của Bắc Phi là dải Atlas, là dải núi trẻ ở châu Phi. Ven địa Trung Hải có đồng bằng. Những vùng ven địa Trung Hải và những sườn núi ra biển nơi đây nhận được lượng mưa rất lớn nên là phát triển rừng lá rộng. Nhưng mà càng vào sâu thì lượng mưa càng giảm, thay thế vào đó là savan và rừng thưa. Và đi xuống như phía nam, chúng ta sẽ thấy vùng hoang mạc Sahara rộng lớn. Hoang mạc Sahara là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất trên thế giới. Nơi đây có khí hậu khô hạn, mưa rất ít, lượng nước rất hiếm, thực vật thì nghèo nàn. Những loài thực vật muốn sinh trưởng ở đây được thì phải có bộ rễ rất dài và lá tiêu biến thành chim. Đây là một số hình ảnh về hoang mạc Sahara. Các em biết không, giữa các hoang mạc cũng có dân cư, nhưng mà phần lớn dân cư sẽ tập trung sống ở các ốc đảo, những nơi mà có nguồn nước lộ ra bên ngoài. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu khu vực Trung Phi. Trung Phi là khu vực nằm ở giữa Bắc Phi và Nam Phi. Trung Phi chia ra làm hai khu vực, Tây Phi và Đông Phi.
Khu vực Tây Phi gồm hai môi trường tự nhiên, đó là môi trường xích đạo ẩm và môi trường nhiệt đới. Môi trường xích đạo ẩm có mưa nhiều, đất đai màu mỡ, rừng rậm xanh quanh năm, chiếm diện tích lớn, mạng lưới sông ngòi phát triển. Ở đây có con sông Congo rất dài. Môi trường nhiệt đới nằm chia ra làm hai dải, đối xứng qua môi trường xích đạo ẩm. Lượng mưa bắt đầu giảm rõ rệt, một năm có hai mùa, một mùa mưa và một mùa khô. Vì thế, từ rừng rậm chuyển sang cảnh quan rừng thưa và savan. Còn ở phía đông của Trung Phi, địa hình được nâng lên rất mạnh, nên là nơi có độ cao nhất ở châu Phi. Nơi đây có rất nhiều núi và sơn nguyên như sơn nguyên Ethiopia và sơn nguyên Đông Phi. Ngoài ra nó có rất nhiều hồ kiến tạo như hồ Victoria. Nơi đây có khí hậu gió mùa, xích đạo trên các sơn nguyên quanh năm, mát dịu, hình thành cảnh quan savan công viên độc đáo. Trên các sườn núi, đón gió mưa nhiều, có nhiều rừng rậm bao phủ. Ở khu vực Đông Phi có rất nhiều khoáng sản như vàng, đồng, chì. Tự nhiên của Đông Phi có sự khác nhau giữa phía Tây và phía Đông. Địa hình ở phía Tây chủ yếu là bồn địa, khí hậu xích đạo ẩm và nhiệt đới, thảm thực vật là rừng rậm, rừng thưa, savan. Phía Đông địa hình chủ yếu núi và sơn nguyên, khí hậu chủ yếu là gió mùa xích đạo, thực vật là bao gồm là savan công viên và rừng rậm. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu khu vực cuối cùng, đó là khu vực Nam Phi. Nam Phi là khu vực nằm ở phía nam của châu Phi. Đây là khu vực có địa hình cao. Độ cao trung bình của Nam Phi trên 1.000 mét. Ở phần giữa trũng xuống tạo thành bồn địa. Ở phía đông nam địa hình được nâng cao, tạo thành dải Derkenbed. Nơi đây phần lớn nằm trong môi trường nhiệt đới, nhưng ẩm và dịu hơn so với khu vực Bắc Phi. Phía đông do ảnh hưởng của dòng biển nóng Mũi Kim và dòng biển Mozambique, ảnh hưởng của gió đông nam từ biển thổi vào nên có mưa rất nhiều. Trên các đồng bằng duyên hải và các sườn hướng ra biển, rừng nhiệt đới phát triển. Càng vào sâu trong nội địa, lượng mưa càng giảm, khí hậu trở nên khô hạn. Phát triển rừng thưa và savan. Riêng dải đất hẹp ở cực nam có khí hậu địa trung hải, có thể trồng các loại cây ăn quả nhiệt đới. Qua đó cho ta thấy tự nhiên của Nam Phi, địa hình cao ở phía đông nam, trũng ở giữa, khí hậu nhiệt đới là chủ yếu. Thực vật phân hóa theo chiều từ tây sang đông theo sự thay đổi của lượng mưa. Chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung của mục 3, các em hãy cùng nhau trả lời các câu hỏi sau đây. Câu 1, hang mạc Sahara thuộc Bắc Phi. Câu 2, đặc điểm tự nhiên nào sau đây không thuộc khu vực Trung Phi? C, thời tiết nóng quanh năm. Câu 3, nét tương đồng về đặc điểm tự nhiên hai vùng ven biển Bắc Phi và Nam Phi chính là khí hậu. Các em về xem lại nội dung đã học. Làm bài tập câu 1, câu 2, trang 92, câu 1, câu 2, câu 3, trang 96, câu 1, câu 2, trang 99, câu 1, trang 104, câu 1, trang 106 và tìm hiểu bài 34, thực hành so sánh nền kinh tế 3 khu vực châu Phi. Chúng ta vừa tìm hiểu xong chủ đề 6, dân cư, xã hội, kinh tế và các khu vực châu Phi. Chúc các em thật nhiều sức khỏe, chăm ngoan, học tốt. Mến chào tạm biệt các em.